Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bang Giao Trung Việt liệu có phải là sự im lặng trước cơn bão hay không. Đảng Cộng sản Việt Nam sắp khép lại một đường quyền với ngoạn mục chỉ thêm mảnh ghép cuối là có thể chủ tịch nước hoặc thủ tướng sẽ sang Bắc Kinh là bức họa được hoàn chỉnh. Nhưng bức tranh vân cẩu ấy vẫn chưa thể hoàn thành và chưa thể biết bao giờ mới xong. Xong hội đàm giữa Bùi Thanh Sơn và Vương Nghị vào ngày 2 tháng 12, nếu hàng đoàn xe chở nông sản Việt Nam qua biên giới được thông quan và mọi chuyện vẫn yên ắng, thì không gian yên ắng ấy có phải là sự im lặng trước cơn bão hay không? Trung Quốc vẫn thế, mỗi lần muốn ép Việt Nam thì họ chặn biên giới không cho hàng nhập khẩu. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 11 tháng 9. Một sứ mệnh rất quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc từ mùng 2 đến mùng 4 vừa qua của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn là góp phần làm phẳng bớt các trở ngại tồn tại lâu nay trong bang giao Việt Nam và Trung Quốc. Để nếu mọi điều kiện hội đủ, một đảng lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam có thể tiến hành cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo đảng hoặc nhà nước Trung Quốc trong thời gian tới. Với Bắc Kinh, cái gì cũng phải đặc biệt. Nếu như các nước đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, thì với Bắc Kinh, rắn phải rẽ thêm chân, đó là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Với một đối tác hợp tác chiến lược toàn diện như thế mà cho đến nay lãnh đạo trong bộ tứ chưa có ai sang Trung Quốc là một điều không bình thường. Trung Quốc sẽ làm gì để dằn mặt Việt Nam đây? Câu hỏi cũng được đặt ra. Dự đoán là sẽ có tiếp xúc cấp cao giữa Hà Nội và Bắc Kinh dựa trên cơ sở. Thứ nhất, từ đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đến trước đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là khoảng thời gian lãnh đạo hai nước cần phối hợp tầm vĩ mô một số chủ trương mà phía Trung Quốc muốn Hà Nội nương theo đó mà hành động. Thứ hai, Trung Quốc hiểu muốn giải tỏa bế tắc của hồ sơ COC thì phải khai thông từ Việt Nam. Những tồn tại này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến đại cục giữa Trung Quốc với các nước lớn khác, trước hết là với Hoa Kỳ. Thứ ba là Trung Quốc thật sự muốn có cái gì đó để có thể nói trong khu vực và trên thế giới. Nội dung đối tác chiến lược toàn diện vừa thỏa thuận với ASEAN không chỉ là sản phẩm tuyên truyền. Đây là hình ảnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc vào ngày 26 tháng 10. Thứ tư, thông qua Việt Nam, Trung Quốc muốn hình thành một hợp tác lực lượng chống lại liên minh quân sự ba nước Anh, Mỹ, Úc và chiến lược tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở để giành giật ảnh hưởng với Mỹ trong vùng, thúc đẩy dự án sáng kiến vành đai và con đường đang có dấu hiệu chao đảo trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mỹ Kamala Harris cũng sang động viên Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Và nghi ngờ Việt Nam tự tin hơn trên vấn đề Biển Đông nhờ chuyến thăm của bà Harris, Trung Quốc đã chỉ đạo báo chí chọc gậy bánh xe bang giao giữa Việt Nam và Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm ba nước châu Âu, Áo, Bỉ, Phần Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Anh, Pháp và Nhật Bản. Trung Quốc cũng theo dõi rất sát, nhưng không có phản ứng công khai như khi Việt Nam đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận được sự cam kết của Tổng thống Putin là không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba làm phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Việt Nam. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều ngày 30 tháng 11 tại thủ đô Moscow. Đối với các hợp đồng mà Hà Nội mua tên lửa hay máy bay chiến đấu hiện đại của Nga, Trung Quốc cũng im lặng. Thậm chí sau khi các thỏa thuận dầu khí với Nga, cách mà Việt Nam đối trọng lại với sự quấy nhiễu của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh vẫn bỏ qua. Liệu tất cả sự bỏ qua này có phải là sự im lặng trước cơn bão hay không? Đây chính là câu hỏi đang được đặt ra. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc hay Phạm Minh Chính tới đây sang Bắc Kinh, Trung Quốc có thể dằn mặt Việt Nam theo cách nào? Hàng chục năm có lẽ trở lại đây, mỗi lần trước khi tiếp xúc cấp cao Việt Nam và Trung Quốc, Bắc Kinh bao giờ cũng gây ra sự cố trên đất liền hoặc biển để ép Việt Nam. Lần này, liệu Trung Quốc sẽ làm gì trên biển đảo để ép buộc Việt Nam trong đàm phán COC hay áp đặt một chủ trương liên quan để bày binh bố trận ở Đông Nam Á? Thông cáo báo chí về cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn và Vương Nghị rất kiệm lời về nội dung. Điều ngạc nhiên là Tân Hoa Xã còn ít lời hơn cả Thông tấn Xã của Việt Nam.
Truyền thông Việt Nam vào hôm 2 tháng 12 cho hay trong chuyến viếng thăm Trung Quốc đang diễn ra của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị loan báo Trung Quốc viện trợ thêm cho Việt Nam hơn 20 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 3,1 triệu đô la để mua sắm thiết bị vật tư phòng chống dịch và 500.000 liều thuốc chích ngừa COVID-19. Cũng phải đọc hiểu giữa hai hàng chữ Tân Hoa Xã, chỉ có bản tin vắn tắt về cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và ông Bùi Thanh Sơn tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày nói trên. Bản tin này tường thuật lời ông Vương Nghị kêu gọi phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, lành mạnh và ổn định. Tân Hoa Xã cũng thuận lời ông Bùi Thanh Sơn nói Việt Nam luôn hậu thuẫn cho Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trên chính trường quốc tế. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào hôm 25 tháng 8 tại Hà Nội. Tân Hoa Xã cũng viết rằng hai bên đồng ý tăng cường lãnh đạo chính trị, làm sâu sắc hơn các hợp tác đem lại lợi ích chung và nâng cao sự hợp tác đối phó với đại dịch. Thông tấn xã Việt Nam viết dài dòng hơn cho biết Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn thông báo rằng dù dịch bệnh hoành hành gây nhiều trở ngại, từ đầu năm đến nay lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước vẫn duy trì tiếp xúc thường xuyên và định ra phương hướng lớn trong hợp tác giữa hai đảng, hai nước và tạo động lực quan trọng trong góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực. Nhờ vậy, hợp tác kinh tế duy trì đã tăng trưởng tích cực với kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm đạt 133,65 tỷ đô la, tăng 30% vượt kim ngạch của cả năm 2020. Hai bên cũng nhất trí cho rằng việc Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Trên thực tế, Bắc Kinh đã viện trợ thêm cho Hà Nội chống dịch một tuần lễ sau khi Washington loan báo tặng thêm cho Hà Nội hơn 2 triệu liều thuốc ngừa COVID-19, nâng tổng số vaccine nước Mỹ tặng cho Việt Nam lên hơn 20 triệu liều, không kể một số lớn trang thiết bị y tế để đối phó với đại dịch. Liên quan đến đại dịch, báo chí trong nước giải thích do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trung Quốc siết chặt kiểm soát người và hàng qua biên giới, dẫn đến tình trạng xe tải, container chở hàng ùn tắc ở cửa khẩu Tân Thanh. Đây là hình ảnh xe giao hàng xuất khẩu nông sản từ Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh luôn trong tình trạng quá tải. Trung bình mỗi ngày gần 200 xe được thông quan ở Bò Trải, Trung Quốc. Tuy nhiên, do lượng xe hàng từ các nơi đổ về Tân Thanh mỗi lúc một nhiều, cửa khẩu Tân Thanh luôn trong tình trạng quá tải. Bên cạnh bến Bảo Nguyên, tại khu vực phi thuế quan Park Luống thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, còn có trên 1.000 xe đỗ dừng, và tại đường tránh quốc lộ 4A thuộc xã Tân Mỹ, Văn Lãng còn có khoảng 200 xe đang chờ đến lượt xuất khẩu. Trung Quốc cũng tạm dừng nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu đúng thời điểm các tỉnh miền Trung, miền Nam vào vụ thu hoạch của một số mặt hàng nông sản, hoa chủ lực như mít, xoài, thanh long. Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Sơn còn được cho là sự đáp lễ chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Vương Nghị có mặt ở Hà Nội từ hôm 10 tháng 12 tháng 9. Chuyến thăm ấy trùng với thời gian Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Việt Nam từ ngày 10 tới 12 tháng 9. Nhưng đúng vào ngày họ Vương đến Hà Nội, Trung Quốc cho phong tỏa các khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 để phục vụ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Đồng thời trước đó đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo ở Biển Đông. Dường như đây là sự đe dọa với Việt Nam nếu Việt Nam quá gần với Mỹ. Truyền thông Việt Nam đưa tin về các hoạt động bắt nạt của Trung Quốc nhưng không dám bình luận, chỉ dẫn nguồn từ thông báo của Cục Hàng hải Trung Quốc và video đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Thật là một cuộc né tránh rất đặc biệt. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam, hai vụ việc nổi cộm và nạn thiếu niềm tin vào lời chính quyền. Hai sự kiện nổi cộm trong tuần vừa qua trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam dường như chẳng liên quan, không mấy ăn nhập, nhưng suy nghĩ kỹ đều có chung một nguyên nhân là thiếu niềm tin. Tác giả Bùi Uyên, kiến trúc sư tại Paris, Pháp, đã nêu nhận định trong bài viết trên trang BBC tiếng Việt. Ồn ào nhất trong công luận là việc các phụ huynh phân vân lo lắng không biết có nên cho con đi tiêm chủng kháng COVID-19 hay không. Chủ yếu vì mấy lô thuốc đúng trước ngày hết đát mới được gia hạn thêm 3 tháng lại được dùng để tiêm cho trẻ em. Đây là hình ảnh báo Tuổi Trẻ với thông tin Hà Nội đã trả lại 2 lô vaccine Pfizer tăng hạn sử dụng sau sự kiện
3 trẻ em tử vong sau khi tiêm. Ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh thì triển khai tiêm cho trẻ 210.000 liều vaccine Pfizer được gia hạn thêm 3 tháng sử dụng sau khi hết đát, theo báo Thanh Niên chia sẻ. Mặc dù có một công văn chính thống dài vài trang giải thích và chứng nhận việc gia hạn vaccine, phụ huynh vẫn nghi ngờ về sự hỏa tốc của nó, rồi quay ra đặt câu hỏi về điều kiện bảo quản, rộng hơn là vì sao trẻ con phải tiêm khi người lớn còn chưa tiêm hết. Nhiều người còn có phản ứng mạnh mẽ hơn, các mạng xã hội tràn ngập những lời bình luận cay nghiệt, rồi có những phụ huynh cho biểu quyết chưa cho con tiêm đợt này. Bên cạnh đó, việc một thanh niên đi nghĩa vụ quân sự bất ngờ tử vong, mờ ám rồi được trả về nhà cũng làm dư luận dậy sóng. Trên những trang đăng tải chương trình chính thức của các đơn vị về việc binh nhất Nguyễn Văn Thiên đột quỵ ở phần bình luận, hầu như không tìm thấy bóng một comment nào tin vào lý do thông báo trên. Không do dự, đa số liên tưởng ngay đến cái chết tức tưởi của một binh nhất khi khác cũng đã từng khiến dư luận bất bình sâu sắc. Người dân có đọc công văn của Bộ Y tế đóng dấu son đỏ hay biết bao lời giải thích, phân trần về hậu họa, khác mà cũng vẫn thắc mắc và đặt hàng trăm câu hỏi ngờ vực với chính quyền. Bản tường trình của quân đội hay bên pháp y xem trên báo Vietnamnet vụ tử vong của binh nhất Nguyễn Văn Thiên thì có dài dằng dặc, chính quyền có khẳng định như đinh đóng cột, thế này thế kia thì cũng không thể làm cho nguôi hình ảnh đau lòng phơi ra trước mắt công chúng. Khác biệt nhỏ giữa hai sự việc có xăng có chăng là sự tác động trực tiếp của nó lên mỗi người. Một thanh niên khỏe mạnh chết khó hiểu trong trại lính là trường hợp dù rất đau thương nhưng được cho là hãn hữu, có thể chép miệng bỏ qua. Đây là hình ảnh quân nhân Nguyễn Văn Thiên bị báo chí cho là đột quỵ sau khi tắm, trong khi cơ thể nhiều vết bầm tím mà gia đình có thông tin rằng Thiên đã bị đánh dã man trước khi chết. Nhưng tiêm cho hàng ngàn, thậm chí hàng triệu trẻ em thì sự lo lắng, phân vân, thiếu tin tưởng là đến từ các bậc làm cha, làm mẹ. Những người duy nhất chịu mọi trách nhiệm cho việc lựa chọn tiêm hay không tiêm cho con của mình. Và vấn đề trở nên rất nhạy cảm khi chạm tới những đứa trẻ mà còn cả một tương lai rất dài ở phía trước mà không bố mẹ nào muốn phải hối hận sau này hoặc ngày mai. Sự quan tâm và lo lắng cho hai sự việc vì thế khác hẳn nhau, chính bởi tính sát sườn của nó cũng khác nhau. Nhưng nguyên nhân và bản chất thì không có gì khác biệt, và theo tôi đó là sự thiếu niềm tin vào những gì chính quyền nói và làm. Gia đình và nhiều người chưa tin vào kết luận của binh nhất Nguyễn Văn Thiên tự té ngã, nhưng không rõ quân đội Việt Nam còn điều tra tiếp nữa hay không. Dân cũng không tin chính quyền có hại gì hay không. Có chứ, hại cho một chính sách có thể đúng lại khó triển khai hiệu quả. Hại cho người dân không biết dựa vào đâu cho những quyết định của mình để rồi bị lừa hay theo những lời khuyên, thông tin thật giả, trôi nổi, không có căn cứ. Sản phẩm của sự mất niềm tin này là một xã hội với lối tư duy ngắn, đối phó mà không xây dựng bằng những giá trị chung vững chãi. Tác giả Bùi Uyên đã nêu quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn ở Đồng Nai với lá đơn xin thôi việc nêu lý do rằng ông cảm thấy tởm nhất và là vấn nạn dối trá trong môi trường giáo dục. Tất cả chúng ta thật lòng nói dối, đó là tựa đề bài viết của nhà văn Thái Hạo đăng trên trang Facebook cá nhân của mình được chia sẻ. Tôi viết khi một nhóm người ăn cướp để làm giàu thì phần còn lại sẽ ăn cắp để sống. Câu này được nhiều người hiểu một cách rất thô sơ, chắc nó chừa mình ra mà không tự thấy rằng chính mình cũng là người ăn cắp. Thói gian dối tràn ngập khắp nơi. Khi đi học chúng ta ăn cắp bằng cách quay cóp trong những giờ kiểm tra. Khi ra trường chúng ta ăn cắp bằng cách chạy trọt đốt lót xin việc. Đó là cách ăn cắp cơ hội của người khác. Khi đi làm chúng ta đối phó làm việc cầm chừng, đi muộn, về sớm. Chúng ta ăn cắp giáo án trên mạng. Ăn cắp thành tích bằng cách cấy điểm cho học trò, ăn cắp bằng những bản báo cáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vân vân. Ăn cắp khắp nơi, ăn cắp tràn lan trong xã hội, ăn cắp từ trẻ tới già, từ nông thôn đến thành phố, từ ngoài đường vào công sở. Có bao nhiêu người đang say mê làm việc, sáng tạo trong số 100 triệu người dân Việt Nam đây? Đó là câu hỏi cũng được đặt ra. Có bao nhiêu người đang tối ngày đẩy công? Có bao nhiêu người đang sáng cắp ô đi tối cắp ô về? Có bao nhiêu người đang chờ từng ngày để về hưu đây? Chúng ta cũng đang có một xã hội trì trệ, mà đó cấp trên nói dối cấp dưới,
cấp dưới đối phó với cấp trên và cả hai cùng nhau đối phó với xã hội. Đến hình ảnh tờ báo Sinh với phát biểu trích dẫn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng người tự trọng không bao giờ tham nhũng. Chúng ta cứ diễn lại mãi một vở kịch tuồng cũ dích cho nhau xem, dù cả diễn viên và khán giả đều đi guốc trong bụng lẫn nhau, nhưng vẫn diễn như thật, diễn say mê và giả vờ vỗ tay vừa lòng nhau. Đó là một xã hội lâm bệnh nặng, bệnh suy dinh dưỡng tinh thần, nó ốm yếu, vật vờ, tồn tại nhưng loè loẹt và đọt dáng. Chúng ta ăn cắp niềm tin của nhau, con người không tin nhau nữa, ở đâu cũng thấy những ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác. Một xã hội rườm lời, người ta nói rất nhiều và quên ngay lời nói của mình mà không thấy xấu hổ hay day dứt gì nữa. Người ta nghe mà chỉ nghe cho vui đó mà thôi. Một lời vàng đá giờ như cổ tích làm gì còn, xuất ngôn, cửu đỉnh, vân vân. Trước cái xấu cái ác, đấu tranh tránh đầu. Thế là người ta tìm cách thích nghi bằng cách biến đổi chính mình như một con tắc kè. Đầu tiên là bằng nói dối, rồi làm ẩu, làm láo, làm giả, giết rồi người ta sống giả, khóc giả, cười giả và cũng giận dữ giả. Chúng ta tỉnh táo tới mức không thể chấp nhận việc có nhiều người động lòng thương gia đình một cô bé nghèo khổ ăn cắp. Chúng ta sáng suốt, nhân danh đủ thứ, lý lẽ để đòi trừng trị. Chúng ta cao giọng dạy dỗ, huấn thị. Ngày xưa khi phát hiện một đứa trẻ đang leo cây hái trộm ổi, ông chủ nhà sẽ im lặng, không lên tiếng, giả vờ như không biết vì sợ nó té ngã. Ngày xưa khi một đứa trẻ ăn trộm trái cây trong vườn, ông thầy đồ, ông sẽ nói cháu đừng hái trái xanh, rồi đến trưa thì tự tay mang sang nhà cho một giỏ. Thời tôi vẫn còn đác đác thế đấy, thời cha mẹ ông bà tôi thì nhiều hơn. Và ai cũng biết ăn cắp là xấu, ngay cả một đứa trẻ, vì thế mà người ta mới lén lút, mới nói dối, mới sợ hãi, không cần phải nói về cái đó nữa, hành xử thế nào mà thôi. Đây là hình ảnh không ít người Việt Nam nay tìm đến thần Phật vì mất niềm tin vào các chuẩn mực mang tính quốc gia. Khi ta đối xử với một đứa trẻ ăn cắp như một đứa ăn cắp thì nó sẽ mãi là đứa ăn cắp. Khi ta đối xử với đứa trẻ ăn cắp như một con vật thì thiếu tính của nó nổi lên. Khi ta đối xử với kẻ ăn cắp như một con người, kẻ cắp sẽ thành người. Không phải là dung túng, không ai dung túng cả, cũng không bàn câu chuyện luật pháp nữa, luật pháp phải được thượng tôn. Tôi chỉ nói chuyện con người, đó là nhân tính, là lòng bao dung, là sự vị tha, là tình yêu thương con người. Là tính người, nó vốn có và tràn đầy trong cõi lòng mỗi người. Thế mà bây giờ, còn phải ngồi mổ xẻ, cân nhắc, tính toán, không còn chỗ lòng cho lòng từ bi mẫn nữa. 7 năm sau, một đứa học trò tìm đến nhà thầy. Thầy có nhớ em không? Ngày xưa, trong giờ kiểm tra, em đã dở tài liệu, nhưng thầy chỉ nhìn im lặng, đi xuống và gõ thật nhẹ lên bàn. Mà không cho ai biết, thầy đã không làm em phải xấu hổ, nhục nhã. Bây giờ em đã đi làm và luôn nhớ đến điều đó. Không ai xấu đi vì nhận được sự tôn trọng và tình yêu thương cả. Chỉ là chúng ta không còn tin yêu điều ấy nữa mà thôi. Bỗng nhớ bài thơ vô cùng của Hoàng Nhuận Cầm như sau. Tất cả chúng ta thật lòng nói dối. Tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi. Tất cả chúng ta căn nhà chật chội. Giữa cõi vô vàn, vô tận mà thôi. Tất cả chúng ta đều bị theo dõi. Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi. Tất cả chúng ta như bầy chó đói, ngửa mặt lên trời, hóng bóng, trăng rơi. Tất cả chúng ta đều không vô tội. Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.